Xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Biến căng rồi quý vị ơi, thật sự là rất là căng rồi. Mới đây có một thông tin khá là nóng về cái vấn đề của chị Hoa hậu Mi Xuân cũng như là cái bộ ba Tam Sơn. Đó, mình khá là bất ngờ với thông tin này khi mà nghe nhiều người đã chia sẻ nha. Nhưng mà cái mình phải còn xác nhận lại nữa mới được. Đó, mình nghe rất là nhiều người chia sẻ rồi. Cái lý do mà bộ ba Tam Sơn này quay xe chính thức với Hồng Loan á là vì cô hoa hậu Mì Xào Mi Xuân đó mới căng. Cái này mới căng à nhé. Đó, biết sao không cô chú chị? Đó, cái thứ nhất, cái bộ ba Tam Sơn này là bị chị hoa hậu này thưa, đúng không? Kiện sau khi mà chị Mì Xào này lên nói là 45-46 kênh gì đó mấy bữa trước đó, cô chú anh chị còn nhớ không? Đó là bộ ba này nó có nằm trong danh sách đó, đó không? Và nó rất là ghét tụi em, bộ ba này cũng như là chị hoa hậu rất là ghét tụi em đó. Cái tụi nó lấy lý do gì đó ra để nó gọi là quay xe với Hồng Loan để nó gia nhập qua bên chị Mì Xào đó, qua bên chị hoa hậu này, để tụi nó không được thưa. Cái nhất là tụi nó không bị thưa, cái thứ hai là tụi nó muốn giúp chị Mì Xào để thưa các anh em YouTube bên này đó. Cô chú anh chị thấy ghê không? Ghê không? Khá là căng nha. Đó, em nghe hôm qua tới giờ em nghe rất là nhiều người nói luôn đó, nhưng mà em thì thật sự là em cần một cái thông tin gọi là chính xác hơn để khẳng định cái điều này. Nhưng mà mình theo mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại á, thì mình thấy nó cũng có một cái gì đó nó cũng hơi đúng à. Đó, nó cũng đúng đó chứ không có sai đâu cô chú anh chị. Cái bọn này thì mọi người thấy rồi, khi mà nó quay xe quay lưng rồi bắt đầu là tụi nó sẽ xóa clip, xóa từ từ nha. Nếu mà một cái kênh á mà xóa nhiều quá là nó sẽ bị mất đầy sức nha cô chú anh chị. Nên là tụi nó xóa từ từ, chậm chậm, từ từ tụi nó xóa hết cho mọi người xem. Đúng không? Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Quá sợ tụi này thiệt cô chú anh chị. Đúng không? Ngu mô xảo nguyệt thì thừa. Đó, rồi không biết là nó qua bên đó tụi nó phối hợp, tụi nó sẽ gọi là tiếp tục theo là nó vu khống Hồng Loan cái gì nữa đây. Đó, chị Hồng Loan chắc thời gian tới hơi bị khổ với tụi này rồi. Đó, coi như là cái kiếp nạn này, cái kiếp nạn mà với cái bộ ba Tam Sơn này sắp xảy ra của chú anh chị. Đó, những ai mà đang yêu quý chị Hồng Loan thì mình phải vững tin là chị Hồng Loan không làm một người thất vọng đâu. Đó, cái điều này thì của chú anh chị thấy rồi. Qua những cái gì mà Hồng Loan đang cố gắng làm từng ngày từng giờ để phát triển bản thân, để như là đáp lại cái sự mến mộ của cô chú anh chị, thì sẽ không làm một người thất vọng. Đó, chứ cô chú anh chị đừng nghe gọi là hoa hậu Mì Xào hay là bộ ba Tam Sơn mà nó dẫn dắt nha cô chú anh chị. Đó, cái tụi này thì nó ghê lắm, nó dẫn dắt ghê lắm. Đó, có nhiều người tin lắm. Đó, bắt đầu là quay qua sang tấn công chị Hồng Loan. Mọi người phải nhớ mình đến với Hồng Loan vì cái gì. Cái này em nói qua đi nói lại rất là nhiều lần rồi. Đến với Hồng Loan là vì cái gì. Đó, cô chú anh chị phải nhớ cái điều đó, để mình có một cái lựa chọn sáng suốt đó, khi mà ủng hộ một ai đó. Đó, cho đến thời điểm hiện tại của chú anh chị thấy rồi, đâu Hồng Loan đâu có làm gì, đâu có chửi bới ai đâu cô chú anh chị, đâu có mít lòng ai đâu, không? Tất cả là tụi nó tự bịa ra để nhằm hạ uy tín Hồng Loan, để nhằm hãm hại Hồng Loan. Đó, cô chú anh chị thấy ghê không? Phải mà bên cạnh Hồng Loan có không có những người cứng rắn như là những cái anh chị em đồng nghiệp của Hồng Loan đó, những cái anh chị em đi trước, rồi những cái người đang kề vai sát cánh hàng ngày cùng Hồng Loan và những anh chị em của Hồng Loan, thì Hồng Loan sẽ gục ngã. Đó, sẽ ngục ngã khi mà mới bắt đầu rồi, chứ không phải là mạnh mẽ được như bây giờ đâu. Nó trở lại một cái con người khá là mạnh mẽ nha. Đó, khi mà người ta gọi là người ta trải qua được một cái biến cố gì đó là người ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đó. Nhưng mà ở đây thì thời gian tới thì chắc chắn là cái vấn đề pháp lý pháp lực rất là căng đời khi mà tụi nó kết hợp với nhau. Đó, tụi nó sợ, cái nhất là sợ bị bà Xuân bà thưa nữa. Đó, sợ sao không quý vị? Không, thằng thám tử lùng đó thì từng đứng trước giành móng ngựa rồi. Đó, nó cũng phải rén chứ. Ở nhà đang muốn mồm để kiếm tiền. Mà hôm qua nay tôi thấy nó nói là nó ngừng, nó nghỉ gì đó, mà sao mà cuối cùng tôi thấy nó lên like hoài ta. Nó lên nó cũng lôi mấy cái người trong drama để nó kéo vào câu chuyện của nó được à, hay à. Đó, nếu mà cảm thấy không nghĩ được thôi đừng có tuyên bố làm gì. Không, đừng có xạo. Đừng có tuyên bố làm gì mất công gì, mất dịch chi phải tuyên bố gì chi vậy. À, để gọi là coi thử Hồng Loan có níu kéo không hả? Hồng Loan có gọi là năn nỉ không hả? Xưa rồi. Tự mày đến thì tự mày đi chứ ai đâu mà đó mà năn nỉ mày. Hả? À, tự đến được, có chân tự đến và tự đi, chẳng có ai mời gọi đi cả. Đi là cũng phải mang ơn nữa chứ đừng có trách móc người ta.
Bởi vì sao? Bởi vì Hồng Loan đã tạo ra một cái câu chuyện đó, dựa vào câu chuyện Hồng Loan để kiếm tiền thì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng nha, chứ đừng kể cái kiểu mà ăn mà quẹt mỏ như gà không, đừng có học theo cái thói hư tật xấu của chị Xuân lên chửi là người ta vô ơn này vô ơn nọ vô ơn kia mà tôi chẳng thấy chị làm gì, chị giúp đỡ được cái gì cho Hồng Loan cả. Đó, đó là điểm hiện tại, thì cái điều mà tôi thấy chị làm được đó là chị đang nói là chị đang gửi đơn cho công an chị thưa những người mà nói về chị thôi đó, nhưng mà tôi không biết là chị sẽ thưa như thế nào và ra làm sao đó về những cái vấn đề mà người ta nói về chị đó, những cái đích ảo mà chị cũng đi thưa nữa thì thấy khá là mất thời gian rồi, chị thấy không đó, khá là mất thời gian. Nhưng mà sau khi có được cái bộ ba gia nhập vô với chị Xuân thì tụi nó lớn mạnh lắm đó cô chú anh chị. Mọi người phải ủng hộ anh em, ủng hộ Hồng Loan nhiều lên đó, để anh em có tinh thần, cũng như là khi mà cô chú anh chị đi xem đó, nhớ like, ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video đó. Cái điều đó là cái điều tinh thần của anh em, mong muốn cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái điều đó. Chứ thật sự là không cần phải cô chú anh chị phải cho tiền cho bạc gì đâu, cái đó là không cần. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà muốn cần làm bằng cái sức lao động của mình thôi đó, cô chú anh chị cứ xem chia sẻ là được đó, chỉ thế thôi, là ủng hộ các anh em rồi, em có tiếng nói mạnh hơn để giúp cho Hồng Loan đó, cũng như là vạch mặt cái bộ ba Tâm Sơn này ra để cho những cái thành phần đang bị u mê, đang bị dẫn dắt mà không hay biết thì họ sẽ tỉnh ngộ ra nha cô chú anh chị, họ sẽ được tỉnh ngộ ra đó, khi mà đã bị dẫn dắt bấy lâu nay thì họ sẽ tỉnh ngộ ra đó. Cái điều này thì chúng ta đã thấy qua nhiều câu chuyện mà của bên phía gọi là bộ ba Tâm Sơn này, nó tham gia vào những câu chuyện drama khác thì cũng y chang một cái kịch bản đó, cũng y chang một câu chuyện đó thôi đó, không trước thì vô binh, sau thì quay xe, và thứ ba là xóa bỏ clip đó. Cái điều này, cái kịch bản này thì nó diễn ra quá trời của những chị đó. Hôm qua thì tôi thấy là cái bạn Trang Vina này cũng cũng gọi là lên một cái clip cho cái ông luật sư gọi là lên nói cái vụ việc 20k, thì tôi không biết là bên phía Hồng Loan còn nhờ cái vụ này không, thì tôi cũng không rành, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là không rồi, chắc là thôi rồi chứ cần chi nữa đó. Vậy mà gán cuối à, đưa luật sư lên để coi Hồng Loan có gọi là suy nghĩ lại để cho luật sư vào câu chuyện sao kê nữa hay không. Tội mấy đứa này ghê á, tội thiệt đó, không nói nghĩ rồi nhưng nghĩ không được, đăng mấy cái kia không có view nó giống như ngày xưa gọi là vì view mà đến á, chứ bây giờ là hết view rồi, chắc vì view mà ra đi, nhưng mà ra đi thì cũng không nở, ra đi bây giờ làm gì, giờ làm gì để có view đó. Còn tôi thì tôi có thể đưa tôi đi ra ngoài đường để tôi làm cái khác tôi kiếm view được, còn tụi nó đâu có dám vác mặt ra ngoài đường để làm đâu, cho người ta chọi trứng thúi vô mặt nó hết nó không dám vác mặt ra đường giống tôi để gọi là đi kiếm câu chuyện khác để làm. Tụi nó chỉ ngồi ở nhà đó môi móc câu chuyện thôi, nhưng mà môi móc câu chuyện thì người ta cũng cho môi móc rồi, làm câu chuyện người ta cũng cho rồi, kiếm tiền thì cũng kiếm được nhiều rồi đúng không, vậy mà còn chưa thỏa mãn cái lòng của mình nữa, không chưa thỏa mãn cái lòng tham của mình nữa, muốn điều khiển nhân vật chính theo cái câu chuyện của mình để chi, để kiếm tiền nhiều hơn nữa đó, rồi hại người ta luôn. Nó đâu có cần biết là khi mà nó làm những cái điều đó thì chị Loan sẽ ảnh hưởng như thế nào và chị Loan sẽ bị cái gì đó, tụi nó đâu có cần biết đâu cô chú chị, tụi nó chỉ cần biết cái túi tiền của tụi nó thôi, cái túi tiền của tụi nó có bự ra được hay không thôi đó, có nhiều thu mà nhiều vào hay không thôi, tụi nó chỉ biết thế thôi, chứ tụi nó chẳng có biết suy nghĩ là tới cái hại hay cái lợi cho những cái người mình đang binh đâu, tụi nó không biết đâu đó. Tụi nó ngày xưa giờ cái bản chất tụi nó là thế mà đó, nên bây giờ là muốn gọi là quay xe mà quay giữa chừng hình như nó bị gọi là trượt đường ray rồi trượt đường ray rồi, khi mà lên tuyên bố ngưng nghỉ dừng, đứa thì ngưng nghỉ dừng thôi, nhưng cuối cùng cũng lên nói tiếp. À, dù tuy không nói nhiều về cái câu chuyện của Hồng Loan nữa, nhưng mà cũng gắn ghép người này người kia vào cái câu chuyện của mình để chi, để lôi kéo khán giả xem, từ từ thì khán giả cũng hết xem mà đó, từ từ nói qua câu chuyện khác đi, thiếu cha gì những câu chuyện nói không, xã hội này còn đại câu chuyện mà, mắc gì phải nói chuyện Hồng Loan hoài chi cho mệt vậy, tuyên bố ngưng nghỉ dừng gì mà cuối cùng cũng lên nói nữa à, đó mấy này nó không dừng được đâu, em nói rồi, chưa tới cái lúc mà tụi nó tung tin nhắn ra là tụi nó chưa dừng đâu đó, nó phải có tung tin nhắn ra, tung ghi âm ra nữa đó, nhưng mà không biết là khi nào thôi, đợi khi nào thôi đó. Chắc trong tay có cái thằng Khứa luật sư mà gọi là thất nghiệp đó, là nó cũng đang nắm được một cái số gọi là tin nhắn của Hồng Loan đã nhắn qua nhắn lại nè đó, một cuộc gọi ghi âm nè, gọi qua gọi lại nè đó, chắc nó đang nắm trong tay rồi,
nên ngày hôm qua bé Trang, bé Trang của thầy ông nội đã đưa lên ông luật sư lên để cho nói về câu chuyện 20k gì đó. Thôi, giờ này còn đưa lên làm cái gì nữa, đã người ta không cần rồi, một lần thôi. Tụi bay không biết quê hay sao ta? Tụi này nó không biết quê hay sao cô chú anh chị ạ? Đó chứ em là em quê lắm, người ta đã nói gì rồi chứ không lẽ người ta lên mạng người ta nói luôn. Đó người ta nói vậy là đủ hiểu rồi, một người có trình độ là nghe người ta nói vậy là hiểu người ta có cần mình không rồi. Mà cứ gọi là mài vô câu chuyện người ta, tuyên bố ngưng rồi mà sao còn mài vô chi vậy? Hả? Hãy cho ông luật sư đó ông lên kênh của bà Thái Dương đi. Đó, bà chưa tuyên bố nghỉ đó. Đó còn hai đứa bay tuyên bố nghỉ rồi cho lên làm gì nữa? Trời ơi, đó sao không nghĩ được, tiền vẫn còn đó mà sao không nghĩ được. Ha, xóa clip xóa nhiều vô đây, đó xóa hết dấu vết đi chứ để làm chi. Tụi nó là một cái chiêu hoài tụi nó thôi cô chú anh chị. Đó, bây giờ từ là cái bộ ba nó kết hợp với chị Xuân để gọi là thưa tất cả anh em rồi. Nó khá là căng nha, thời gian tới thì khá là căng nha cô chú anh chị. Đó, tụi nó quay gan, tụi nó đầu hàng với lại một cái hoa hậu Mỹ Xuân rồi. Đó, để chi, để cái nhất là nó né được cái đơn của chị Xuân. Bây giờ nếu mà thật sự quay qua chị Xuân thì chị Xuân có không nở lòng nào để thưa tụi nó. Chị Xuân muốn kết hợp với tụi nó để gọi là lớn mạnh, nhân rộng cái đơn ra đó, để bắt đầu gọi là đi thưa kiện anh em YouTube đó, thấy không, thấy thật sự không, quá căng nha, rất căng nha cô chú anh chị. Thời gian tới là những người nào mà nói về bộ ba Tâm Sơn cũng như là chị Xuân thì chắc chắn là rất là căng rồi. Chị Xuân thì không biết địa chỉ em, nhưng mà thằng thám tử biết nha. thám tử thế nào cũng cho à. Cho để thưa em chứ nó ghét em lắm, nhưng mà nó đâu có làm được cái bùi gì em đâu. Nó làm được gì em chứ. Nó ghét lắm, tức lắm. Thám tử ghét tức lắm, cay lắm. Nhưng mà cái gì cái mày nghĩ cái đó rồi nghĩ nha, chứ nghĩ nha thằng thám tử. Mày cũng phải sao kê cái kênh ông Trần Nên ra nha. 3 năm chứ mấy. 3 năm bạn ơi, 3 năm tiền đâu? 3 năm tiền YouTube vài trăm triệu. Rồi bữa đó em thấy nó đi sao kê, em cũng lọ mọ vô em xem. Trời nhờ đâu nó sao kê những cái tiền mới đây kêu gọi quyên góp má ơi. Kêu gọi quyên góp các cái nhà cho ổng mới đây chứ không phải là tiền YouTube. Đúng không? Cái chúng tôi cần ở đây anh bạn thám tử này, chúng tôi đang cần cái đó là anh phải sao kê tiền YouTube cho tôi chứ không phải là anh lên anh sao kê cái tiền kêu gọi. Tôi không cần biết tiền kêu gọi đó là tiền của anh. Đó, còn cái chuyện kia là liên quan tới chú Nên kìa. Đó, tôi thương chú Nên à. Tôi mới nhắc nhở anh đó. Anh nên nhanh chóng đi sao kê tiền 3 năm làm YouTube đi anh ơi. 3 năm làm YouTube đi. 3 năm chứ mấy. Rất là nhiều tiền nha cô chú anh chị. Nhớ sao kê kỹ nha. À, tôi soi kỹ lắm á, tôi soi dữ lắm á. Đó, rồi. À, cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cho Lang Thang Đường Phố nha. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.